26 công nhân người Việt của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bị mắc kẹt ở Lào sau khi một đập thủy điện bị vỡ đã được đưa về nước, theo truyền thông trong nước. Trong khi chính phủ Việt Nam hôm 25 tháng 7 họp khẩn để chỉ đạo việc cứu hộ và cứu trợ Lào sau thảm họa này. Theo video trên YouTube của VTC, Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Atapur, nơi có đập thủy điện vừa xảy ra sự cố, đã cứu hộ thành công 26 người bị cô lập sau khi đập bị vỡ hôm 23 tháng 7. Trước đó, một thông cáo của Hoàng Anh Gia Lai đăng tải trên trang web của tập đoàn này cho biết có 24 cán bộ công nhân viên của công ty và hai trẻ em bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng. Họ cho biết trong ngày 25 tháng 7, máy bay trực thăng sẽ đưa toàn bộ 26 người đến nơi an toàn. Theo AP, tính tới chiều tối ngày 25 tháng 7 có ít nhất 24 người chết, nhiều người còn mất tích sau khi đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng của dự án điện Cepan Senamnoi bị vỡ. Không có báo cáo nào về người Việt Nam bị thiệt mạng cho tới thời điểm này, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 25 tháng 7 đã chỉ thị cho các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng cứu nếu phía Lào yêu cầu. Đập thủy điện vừa bị vỡ nằm cách Việt Nam khoảng 700 km và cách nhánh chính của sông Mekong khoảng 200 km, theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, người đồng thời là chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam nói với VietnamNet. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng, sự cố này sẽ không ảnh hưởng lớn đến Việt Nam.